bắt nghi phạm sát hại cháu ruột. Trần Hữu Côn, nghi phạm trích điện sát hại cháu ruột đã bị lực lượng phối hợp bắt giữ khi đang bắt xe bỏ trốn. Ngày 18 tháng 6, nguồn tin của phóng viên báo Công Lý cho biết, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Trần Hữu Côn, 59 tuổi, quê quán Đa Phúc, Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, đang sống ở Bình Dương, đã bị công an bắt giữ ở địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Theo người dân, nghi phạm này lảng vảng tại khu vực ngã tư Hòa Bình từ sáng với ý định chờ bắt xe khách đi vào phía Nam tẩu thoát. Một người dân đi qua thấy người này có đặc điểm giống nghi phạm mà công an đăng tin, truy tìm nên đã hô hoán để mọi người xung quanh phối hợp cùng giữ lại. Trước đó, sáng ngày 17 tháng 6, người thân phát hiện anh TCN, 32 tuổi, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, tử vong trên giường. Với nhiều dấu hiệu bất thường, cạnh thi thể có dây điện. Ngay sau đó, người thân nạn nhân trình báo cơ quan công an địa phương. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.